Xin chào toàn thể các bác, tiếp tục quay trở lại với kênh của em Lĩnh GVL Nam Định. Một clip ngắn xin được gửi tới các bác để thông báo rằng Crown Marco Rotex 5200 lại tiếp tục cập bến rồi các bác nhá. Đó, thì đây là một trong những cục đẩy cực kỳ là cao cấp của Crown và cũng là hết ga hết số của đời nguồn xuyến này rồi các bác nhá. Đó, công suất thì cực kỳ là mạnh mẽ và uy lực rồi. Chất âm quá là ngọt ngào, chuyên trị những đôi JBL mà full đôi hoặc là súp kép các bác nhá. Đó, đây là một trong những con đẩy mà được rất nhiều các bác yêu âm thanh, yêu cờ dao, lựa chọn cho bộ dàn karaoke trong gia đình của nhà mình nhá. Em Lĩnh về được vài con trong tình trạng zin đẹp xuất sắc. Các bác zin đẹp xuất sắc. Đó. Thì bác nào có nhu cầu đừng quên alo cho em Lĩnh. Em Lĩnh sẽ tư vấn cực kỳ là nhiệt tình cho các bác và có những cái giá tốt nhất ở thời điểm này, giá tốt nhất các bác nhá, để cho các bác sắm được những sản phẩm ưng ý và kịp đón một mùa xuân mới. Bác nào yêu mến em Lĩnh thì đừng quên dành tặng cho em Lĩnh một like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh Ngọc Lĩnh GVL Nam Định các bác nhá. Quay trở lại với video thì trước mặt các bác đây là những chiếc Marco Rotex 5200. Đó. Trong tình trạng rất là đẹp. Rất là đẹp, xuất sắc. Đó. Đây là những chiếc nắp. Đó. Vẫn còn nguyên giấy tờ sách vở các bác nhá. Đó. Vẫn còn nguyên những bụi bặm này. Đó. Cực kỳ là đẹp và xuất sắc. Và quan trọng nhất các bác ạ, quan trọng nhất vẫn là gì? Vẫn là bo mạch nhá. Đó, vẫn là bo mạch là phải zin và sáng đẹp. Đó, phải là rất là đẹp. Đó. Những chiếc mà được sử dụng nhiều hoặc là sử dụng trong môi trường khắc nghiệt thì mạch nó sẽ xuống theo thời gian các bác nhá. Đó, nhưng mà những cái chiếc mà được sử dụng ít hoặc là ở môi trường mà người ta giữ gìn đó thì là mạch này rồi những sợi dây sợi rắc thì còn cực kỳ là mới. Đó, đó các bác xem. Đó. Những chiếc 5200 cực kỳ là đẹp và xuất sắc. Đó. Rất đẹp. Đây là những cái bụi em Lĩnh chưa lau đi này các bác này. Đấy, đây là những cái bụi các bác nhá. Đó. Còn nguyên luôn. Xuất sắc. Cực kỳ là đẹp. Đấy. Các bác xem mông má này. Đấy. Còn những nét chữ còn rất là sắc nét. Đó. Đấy. Những bờ mông cũng còn rất là đẹp các bác ạ. Đó. Mặt mũi thì đẹp lắm rồi. Đó. Ok các bác nhá, một clip ngắn xin được gửi tới các bác trong những ngày cuối năm này. Cũng còn hơn chục ngày nữa là đón Tết rồi. Chúc cho các bác những các bác còn đang dang dở trên con đường nghệ thuật thì hãy thực hiện nốt được cái tâm tư nguyện vọng, cái đồ chơi của mình các bác nhá. Sắm được những cái bộ mà ưng ý, những sản phẩm mà chất lượng và ưng ý đến cho bản thân chúng ta. Đó. Và các bác hãy chọn được cái điểm dừng chân thật là uy tín các bác nhá. Trên thị trường rất nhiều các đơn vị bán, không riêng gì em Lĩnh. Nhưng mà hãy chọn điểm dừng chân
uy tín các bác nhá. Và các bác nào đừng ngại ngần gì alo cho em Lĩnh để em Lĩnh tư vấn. Đó, em Lĩnh tư vấn thì nhiệt tình các bác nhá. Không riêng gì cứ phải mua hàng của em Lĩnh đâu. Các bác hãy điện cho em Lĩnh có thắc mắc hay là có vấn đề gì về liên quan về âm thanh, về kỹ thuật. Em Lĩnh rảnh, em Lĩnh sẽ tư vấn cho các bác hết những kiến thức mà em Lĩnh có. Nếu mà em bận thì em sẽ gọi lại cho các bác, không sao cả các bác nhá. Nên là mọi thứ chúng ta phải chia sẻ thật là cái gì tốt nhất em Lĩnh sẽ tư vấn được cho các bác. Các bác yên tâm. Đó. Một lần nữa xin chúc các bác những ngày cuối năm thật là an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc các bác mua sắm được những sản phẩm uy tín và chất lượng các bác nhá. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video clip tiếp theo. Xin chào các bác.